Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Lợi Mua Bán Ô Tô Cũ. Hôm nay em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một ngày mới làm việc vui vẻ. Và em quay trở lại và giới thiệu với quý vị một các bạn một chiếc xe Forager sản xuất năm 2016, xe XLT bán đủ. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 565 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, và các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán xe ô tô và đặc biệt các bác mà muốn nhu cầu mua bán tải và bán tải thì hãy liên hệ với chúng em qua số điện thoại của em Lợi. Và xin giới thiệu với quý vị tất cả các dòng xe Forager hiện nay bên em đang có là những chiếc xe cực kỳ đẹp vừa mới lấy về và khẳng định về chất lượng, cam kết về chất lượng và giá thành cạnh tranh với các cửa hàng. Và bên em cam kết về chất lượng, giá thành và tổng thể các cái xe về an ninh pháp lý là phải đảm bảo với anh chị em. Và sau đây em xin giới thiệu chi tiết từng phần của chiếc xe này và nội thất ngoại thất rất chi là đẹp. Vâng, đây là em sẽ quay tổng thể toàn bộ các cái về ngoại thất bên ngoài. Về chiếc xe này thì ngoại thất thì khá là đẹp, cam đoan là không vỡ kính vỡ đèn, 100% là nguyên zin toàn bộ ốc cánh cửa cabo và chassis không bị hàn nối. Về cái chiếc xe Forager XLT này thì có nắp thùng cao và lốp thì cũng khá là dày. Đấy. Toàn bộ các khe cánh cửa đây, các khe của cánh cửa và cabo rất chi là đều, và đặc biệt là em các cái tôn vỏ này nó rất chi là mỏng. Đấy, cái cánh cửa đây toàn bộ là hóa rất chi là mỏng. Và bản XLT thì nó có thêm đèn bi sa lông, tay lái trợ lực điện và rất chi nhiều đồ chơi. Đấy. Vâng, với giá 565 triệu anh chị em sở hữu ngay một chiếc xe nhập máy dầu khá là đẹp. Toàn bộ đèn là đèn zin, mặt ca lăng rất chi là đẹp nhá. Và gầm thì rất chi là đều. Và đây em quay về cái phần đầu tiên của cái mặt máy, cái ốp máy này này, nó không hề bị chảy xước. Nếu mà chiếc xe mà đi mà nó chảy xước nhiều là nó cực kỳ xấu và nó xước sát nhiều. Đấy, cái phần gầm là rất chi là đẹp, không chảy dầu về cái thân máy này. Đây, toàn bộ về cái chassis không hề có dấu hiệu han gì hoặc mọt gì, và lốp rất chi là mới và dày. Toàn bộ hai bên cánh cửa bên này đều là chỉ zin hết toàn bộ, và nội thất rất chi là đều đẹp đấy ạ. Đây, lót thùng rất chi là đẹp, hầu như là lót thùng không chở hàng nên là cơ bản nó rất chi là mới, hai bên thành không bị chảy xước. Và đặc biệt là các cái đinh dập của các cái đinh dập này, và cái đèn là đèn zin. Đấy, toàn bộ keo chỉ rất chi là xịn đây. Đấy, toàn bộ. Vâng, với những chiếc xe mà đời cao lướt thì bên em cam kết về chất lượng, không đâm va tai nạn ngập nước. Và sau đây em hướng máy quay về cái phần gầm phía sau cho anh chị em xem. Đấy, về phần gầm này, chassis rất chi là đều và đẹp nhá. Đấy, toàn bộ lốp sơ cua này còn zin hết. Vâng, đây là hai cái cánh cửa bên lái, cánh cửa đằng trước. Em quay vào cho anh chị em xem này. Bên em là kiểm tra toàn bộ chỉ nên là chỉ zin của nhà máy hết. Đấy, chỉ zin nhà máy và sơn lòng trong là sơn zin. Tay mở cửa này. Đấy, sơn hầu như là rất chi là bóng và đẹp. Hầu như là sơn zin hết. Táp ly rất chi là mới. Và đặc biệt chiếc xe này là ghế nỉ còn zin theo xe. Thế thì rất chi là căng. Đấy. Rất chi là căng và đều đẹp.
Vâng, với giá 565 triệu, anh chị em sở hữu ngay được một chiếc xe XLT. Đây, có cruise control, giám sát hành trình, giới hạn tốc độ và các cái phím tích hợp đầy đủ hết. Và đặc biệt cái pha bản XLT này thì nó có thêm trợ lực điện, tay lái rất chi là nhẹ khi mới khởi động và khi chạy đường trường thì nó lại rất đầm và chắc. Đã toàn bộ táp ly điều hòa hai cầu đấy ạ. Đây là núm cầu điện, toàn bộ cầu hoạt động rất tốt, bây giờ là kiểm tra. Và đây là cái cần số phanh tay rất chi là đều và đẹp, toàn bộ trần cực kỳ đẹp, không hề bị móp méo cong vênh hoặc là bẩn chảy xước gì. Đấy, với một chiếc xe bác chủ trước đi rất giữ gìn, phanh tay này, phanh chân, bàn đạp ga đều đẹp và không bị hao mòn gì. Đấy, em quay chi tiết cho anh chị em xem về cái ốc canh cửa là zin hết. Và đây là cái thông số của cái kính là Formoco sản xuất năm 2016, đều theo đát của đời xe hết toàn bộ. Và về đây là hai cánh cửa phía sau, cái cánh cửa phía sau bên lái này chỉ là chỉ zin, em quay chi tiết cho anh chị em xem. Đấy, toàn bộ là rất chi là xịn sò nhé. Đấy, tay mở cửa và tay ấy này hầu như là không sử dụng, ít sử dụng nên là nó rất chi là mới. Thực sự là một chiếc xe nó khá là đều và đẹp. Đây, ghế sau nó rất căng. Thực sự thì nếu mà cái chiếc xe nó nguyên bản nguyên thủy của nỉ này này thì rất là hiếm, và hầu như mà chỉ được cái lớp nỉ nó mới như thế này thì cũng không có nhiều chiếc xe mà đẹp như thế này đâu ạ. Đấy, từ ghế lái vẫn rất là căng và mới đây. Đây, toàn bộ hai cánh cửa bên phụ và chỉ là chỉ zin, vậy nên là kiểm tra cam kết lòng trong sơn zin. Ốc cửa các thứ là hầu chưa có dấu vặn của gala hoặc là ấy. Đây, toàn bộ ốc cánh cửa là sơn zin của nhà máy đánh dấu còn rất chi là nguyên. Toàn bộ khóa tay cửa đây rất chi là zin nhé, sơn đánh dấu nhà máy còn nguyên và chưa có hề dấu vặn ra hoặc là tháo vào bất kỳ con ốc nào. Và một cái xe nhập đóng cửa rất chi là chắc chắn, nghe tiếng đóng nó phập rất chi là chắc, không tôn vỏ nó rất chi là dày, và đặc biệt là cái cách âm của xe nhập thì nó tốt hơn xe trong nước. Về nhiên liệu thì xe máy dầu thì nó chỉ hết 6-7 lít 100 cây. Và toàn bộ khóa điện trên từng cánh cửa đều đầy đủ hết, và đặc biệt này các ốc zin hết. Và đây lòng zin toàn bộ. Đấy, em quay cho anh chị em xem. Và với chiếc xe giá có 565 triệu, đời khá là cao, 2016, bóng khí nguyên zin, có hỗ trợ vay trả góp cho anh chị em nào có nhu cầu lên đến 6-70% giá trị xe. Vâng, đây là cái phần đầu xe, em quay cho anh chị em xem về cái phần đầu và phần hộp số máy. Bên em cam kết với anh chị em là máy zin, số zin, chưa bổ máy, chưa bổ hộp số. Cái đấy là bên em phải cam kết, vì cái chất lượng xe lướt này thì bên em kiểm tra rất kỹ và dám cam kết với anh chị em toàn bộ ốc máy, ốc mặt cam là ốc zin hết. Và đặc biệt là các ốc cổ xả rất chi là sáng. Đấy, ốc cổ xả sáng và không hề bị chảy xước hoặc là vặn ra rồi. Toàn bộ hai tay này ốc là nguyên hết đấy. Đấy, toàn bộ. Và các đinh dập có cái cabo này là nguyên này, tôn vỏ rất chi là mỏng. Đấy, toàn bộ hầu như là nguyên zin, nguyên bản từ lúc nhà máy sản xuất ra. Ốc ắc quy các thứ là rất là đều và đẹp. Đấy, toàn bộ ốc rằng, ốc két nước này zin nhé, em chỉ cho anh xem. Các bác yên tâm về chất lượng những chiếc xe bên em cam kết và khẳng định chất lượng. Vâng, đây là em quay lúc xe đang hoạt động đây. Máy nổ rất chi là êm và mượt. Các bác nghe được tiếng máy chưa? Đấy, máy nổ rất thì thầm, máy nổ trơn chua,
không hề rung lắc hay là gõ lạch cạch gì. Vâng, vừa rồi em vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger sản xuất năm 2018, số sản xuất 2016, số sàn XLT bán đủ. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 565 triệu, có hỗ trợ vay trả góp cho anh chị em nào có nhu cầu lên đến 60-70% giá trị của xe. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất. Các bác xem video nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất dòng xe bên em vừa về.